Chúng ta bắt đầu với một sự việc trong quá khứ, với câu chuyện người phụ nữ nọ phải trải qua tấn bi kịch không thể chịu nổi. Vào năm 1899, cô M, một người Paris chính gốc, sinh hạ đứa con đầu lòng. Điều rúng động ở đây là đứa trẻ này bị bắt cóc và thay thế bởi một đứa trẻ khác, mà rồi qua đời không lâu sau đó. Rồi cô M sinh đôi, con gái, một đứa lớn lên rất khỏe mạnh. Đứa còn lại, với thứ định mệnh kỳ lạ dành riêng cho cô M, bị bắt cóc và bị thay thế bởi đứa trẻ đang hấp hối khác. Vẫn rủi không dừng ở đó, trong hai đứa con trai song sinh tiếp theo, lại một đứa bị bắt, lần này thì đứa còn lại bị đầu độc mà chết. Cô M tìm kiếm những đứa trẻ bị bắt cóc của mình, và rõ ràng cô không phải là nạn nhân duy nhất của vụ việc kinh hoàng này, bởi cô thường nghe thấy tiếng khóc của trẻ con từ những căn hầm ở Paris. Dường như nỗi đau còn chưa đủ lớn, đứa trẻ duy nhất còn sống của cô M cũng bị bắt cóc và thay thế bởi một người khác có vẻ ngoài giống hệt. Và số phận của ông chồng cô M cũng thế. Cô M tội nghiệp dành ngày tháng tìm kiếm những người thân bị mất của mình, nỗ lực giải cứu những đứa trẻ khỏi nơi chúng bị đưa đến và làm giấy tờ để ly dị người đàn ông thay thế chồng mình. Vào năm 1918, cô M triệu tập cảnh sát để hỗ trợ cô giải cứu một đám trẻ bị nhốt dưới hầm nhà cô. Không lâu sau, cô nói chuyện với một nhà tâm thần học. Cô nói với ông rằng cô là con cháu trực hệ của Louis XVIII, nữ hoàng Ấn Độ và là công tước của Salandra. Cô có tài sản trị giá đâu đó khoảng từ 200 triệu đến 125 tỷ franc và đã bị thay thế trong một âm mưu nhằm không cho cô hưởng số tiền thừa kế này. Cô đã bị theo dõi sát sao và cô cho rằng phần lớn, nếu không phải là tất cả những người cô gặp đều bị thay thế bởi một người giống hệt, hoặc thậm chí là cả những người bị thay thế này lại bị thay thế lần nữa. Nhà tâm thần học cô nói chuyện cùng là Capgras và ông kiên nhẫn lắng nghe. Đó là chứng tâm thần ảo tưởng, những ý nghĩ rối loạn, những ý nghĩ không hề có thật về những việc lớn lao hoang tưởng. Ông nghĩ như vậy, khá là hợp với tiêu chuẩn của bệnh đó. Nhưng chưa ai lại mô tả một loại ảo tưởng cụ thể như là người thân bị thay thế. Vậy đó có thể là gì? Bạn khẳng định rằng bạn chưa bao giờ gặp người này trước kia, nhưng mạch tín hiệu não của bạn lại biết chính xác người này là ai. Sau đó, khi mô tả cô M trong bệnh án, Capgras cùng với thực tập sinh của mình là John Gerbulescu viết: cảm giác lạ lẫm phát triển trong cô và nó làm lẫn lộn cảm giác thân thuộc vốn có trong khả năng nhận biết, nhưng nó không xâm chiếm hoàn toàn ý thức của cô, nó không làm nhiễu loạn nhận thức của cô về những hình ảnh trong ký ức. Đối với Capgras, điều này thật là phi thường. Việc nhận biết và cảm giác quen thuộc tạo ra những cảm xúc khác nhau đối với cô M. Vấn đề của cô là cô không thể nào tìm được điểm cân bằng giữa hai loại cảm xúc này. Ảo tưởng về sự thay thế không phải là ảo tưởng về mặt tri giác, mà là kết luận có được nhờ đánh giá về mặt cảm xúc. Ảo tưởng Capgras, theo cách nhà tâm thần học gọi về việc ai đó tin rằng người thân của họ đã bị thay thế bởi những kẻ giả mạo có bề ngoài giống hệt, không phải là trường hợp duy nhất còn được ghi lại. Với tiến bộ khoa học hiện đại, chúng ta hiểu rằng chứng rối loạn này cho chúng ta biết rằng não bộ có những phần riêng để phân tích mặt nhận thức của việc nhận biết được và đối với mặt cảm nhận về mặt cảm xúc đối với những thứ quen thuộc. Nó cho chúng ta biết rằng nhận thức và cảm xúc về mặt sinh lý của não bộ có thể riêng biệt với nhau, nhưng hành vi trên sẽ có lý hơn nhiều nếu chúng bị lẫn vào nhau, mặc dù vẫn riêng biệt. Ở trong vai trò của một nhà thần kinh học hiện đại, tôi thấy rằng lịch sử của ảo tưởng Capgras là một ví dụ hoàn hảo cho việc thay đổi suy nghĩ của chúng ta về não bộ và hành vi. Chứng bệnh này ban đầu là tài sản trí tuệ của các nhà khoa học mà họ tin rằng tâm trí không liên quan nhiều đến não bộ. Đối với họ, ảo tưởng Capgras, như tất cả các loại ảo tưởng khác nằm trong hồ sơ của ngành tâm thần học, là vấn đề siêu hình của tâm trí và tinh thần. Nhưng trong thế kỷ này, người ta nhận ra rằng mọi ý nghĩ, cảm xúc hoặc hành vi đều là sản phẩm của bộ não vật lý. Ảo tưởng Capgras là sản phẩm của hoạt động các chất trong não bộ. Và điều này nói cho chúng ta biết được sự khác nhau giữa suy nghĩ tạo ra nhận thức và cảm giác tạo ra sự quen thuộc. Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này khi mà chức năng trong não bộ về nhận biết xã hội bị lỗi, nhất là đối với thế hệ con người sử dụng Facebook trong thời đại hiện nay. Những lỗi này giúp cho chứng Capgras trở nên rõ ràng hơn trong xã hội và tâm trí của con người thời đại mới, khi mà có vẻ như bạn không nhận ra được cái gì trong khi mọi thứ đều rất quen. Ảo tưởng của cô M có vẻ như rất có lý, nếu như nó dính dáng đến những chấn động mà cô trải qua trong đời. Mặc dù cô tự tưởng tượng ra việc bị đầu độc và bắt cóc, thì trên thực tế, đúng là 4 trong 5 đứa con của cô đã chết khi còn đang sơ sinh. Đối với thực tế đó, có một thứ còn tệ hơn loại ảo tưởng phòng vệ rằng con của bạn có thể còn đang sống đâu đó. Tuy nhiên, các nhà tâm thần học thời đó không hướng về khả năng ảo tưởng có thể là kết quả do những chấn động tâm lý, và những chấn động tâm lý này gây tổn hại đến não bộ về mặt sinh học. Thay vào đó, nguồn gốc của chứng ảo tưởng Capgras chuyển sang hướng tâm động học. Freud trước đó đã nói vào năm 1911 rằng ảo tưởng là do những thôi thúc mãnh liệt dồn nén tạo nên,
và tư tưởng này được những người nghiên cứu về ảo tưởng Capgras dễ dàng chấp nhận. Vào những năm 1930, ngành tâm thần học chấp nhận cách giải thích về mặt tâm độc học cho ảo tưởng Capgras. Tư tưởng của Freud xoay quanh chủ yếu về ẩn ức tình dục và những cảm xúc lẫn lộn về tình yêu cũng như sự thù hận mà chúng ta dành cho những người gần gũi nhất với chúng ta. Theo khuôn khổ đó, những ai không có tâm lý mạnh mẽ sẽ bị chứng Capgras. Những người mà bạn yêu quý buộc phải chia ra làm hai phiên bản xấu, kẻ giả dạng và phiên bản tốt đã bị bắt cóc. Xong. Với việc giải thích theo hướng học thuyết của Freud như vậy, thảo luận về ảo tưởng Capgras thường xoay quanh vấn đề cảm giác phân loại. Một vài người nhận Capgras hoàn toàn là một chứng ảo tưởng riêng biệt với những nguyên nhân đặc biệt riêng về mặt tâm động học. Một số người khác nhìn chứng này như một nhánh con nằm trong nhánh hội chứng ảo tưởng nhận dạng. Một vài người đề cập đến ảo tưởng Frigoli khi mà người bệnh tin rằng nhiều người thực ra là một người cải trang. Hay chứng ảo tưởng Cotard, thứ ảo tưởng cho rằng thực ra mình đã chết, cơ thể thối rữa hay là máu và các cơ quan nội tạng không còn nữa. Hoặc là chứng loạn nhớ lại, cảm giác một địa điểm quen thuộc bị sao chép hoặc thay thế. Trong khi đó, những người không thích phân loại thì gộp chung tất cả những loại ảo tưởng ở trên lại thành các loại ảo tưởng phổ biến chỉ sau bệnh tâm thần. Trong nửa thế kỷ, ảo tưởng Capgras nghiễm nhiên ngồi trong lĩnh vực tâm thần. Vào những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, người ta biết được rằng chứng này cũng có thể xuất hiện ở những người mắc các bệnh rối loạn tâm lý như tâm thần phân liệt hay Alzheimer. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến phân loại lắm, bởi cuối cùng thì nếu như trí nhớ của bạn bị thoái hóa đến điểm mà những người bạn yêu quý dần dần trở nên không thể nhận ra được, thì những ai cho rằng họ là người thân của bạn lại là những kẻ đáng ngờ, giống như là đóng giả chẳng hạn. Cha của tôi, tác giả của bài báo, trong những ngày cuối cùng đã phải chịu đựng căn bệnh mất trí nhớ, đã từng hét lên với mẹ tôi theo một cách rất chân thành rằng: "Vợ tôi đâu? Vợ thật của tôi đâu? Cô không phải vợ tôi, cô là một tên cộng sản." Ảo tưởng Capgras liên quan đến mất trí nhớ được cho rằng chỉ đơn giản là một loại ảo tưởng phổ thông, chỉ đứng sau suy giảm nhận thức. Trong khi đó, những trường hợp khác của chứng này vẫn bị gắn liền với tâm động học. Mặc dù vậy, ảo tưởng Capgras sẽ trở thành một vấn đề quan trọng, nằm trong một trong những cuộc cải cách lớn nhất về thuốc trong thế kỷ 20. Trong một sự kiện chấn động vào những năm 1950 về việc phát hiện ra rằng sử dụng một loại thuốc có thể ngăn chặn một thụ thể dẫn truyền thần kinh có tác dụng lớn đối với tâm thần phân liệt hơn là dành nhiều năm để điều trị tâm lý. Điều này thúc đẩy việc người ta thừa nhận rằng tất cả các hành vi đều liên quan đến hoạt động sinh học, rằng những hành vi bất thường cũng như các chứng rối loạn thần kinh tâm thần đều thực sự liên quan đến sinh học, như là tiểu đường. Chéo ngoe là, chính Capgras, trong những bài luận đầu tiên của mình, cũng nghi ngờ rằng chứng ảo tưởng này có thể phản ánh một loại bệnh về não nào đó, trước khi kết luận nó thuộc về vấn đề tâm động học. Một bài báo kỳ lạ vào năm 1930 cũng đề cập lại vấn đề bệnh lý, nhưng sau đó thì bị bỏ qua. Cho đến tận những năm 1970 thì hàng loạt các nghiên cứu đã chỉ ra hai sự thật được đánh giá cao. Đầu tiên, nếu như bạn kiểm tra não của những người bị chứng ảo tưởng Capgras, thường sẽ chắc chắn có các triệu chứng của các bệnh về não. Phải mất một thời gian dài người ta mới công nhận điều này, chỉ đơn giản là vì kỹ thuật thời đó, điện não đồ, EEG, một trong những cách kiểm tra não đầu tiên, bắt được những tín hiệu bất thường chỉ trong một số nhỏ người mắc chứng này. Nhưng khi mà các kỹ thuật tiên tiến hơn xuất hiện, ví dụ như là chẩn đoán hình ảnh hoạt động não, thì mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, rằng một lượng đáng kể những người mắc chứng Capgras có bệnh về não thường là tổn thương hoặc teo thùy trán. Thứ hai chính là điều kiện cần. Nếu não, đặc biệt là các phần của vùng thùy trán bị tổn thương, thì thường người bệnh sẽ mắc chứng ảo tưởng Capgras. Một ví dụ điển hình là vào năm 2013, khi nghiên cứu về trường hợp một phụ nữ bị xuất huyết não, phần thùy trán phải. Sau nhiều năm phục hồi chức năng, bà đã hồi phục được phần lớn chức năng não, nhưng vẫn còn một số vấn đề về định hướng trong không gian. Và trong khi có thể dễ dàng nhận ra những người trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm con gái và cháu, bà lại khăng khăng rằng chồng bà đã bị một kẻ mạo danh thay thế. "Đúng, đúng rồi," bà công nhận, "ông ta trông giống hệt chồng tôi, và ông ta giúp tôi rất nhiều trong quá trình hồi phục, nhưng chắc chắn đấy không phải chồng tôi ở chỗ khác." Bà dễ dàng nhận ra những bức ảnh của chồng mình, nhưng người ngay trước mặt bà thì không phải là chồng bà. Bà cũng tin rằng ngôi nhà của mình bị thay thế bởi ngôi nhà khác giống hệt. Ảo tưởng Capgras đã trở thành nỗi sỉ nhục lớn về chẩn đoán thần kinh cấp tính. Những tổn thương riêng biệt về não có thể khiến một người nhận ra những đặc tính của người mà họ yêu mến, nhưng lại khẳng định rằng người đang đứng trước mặt họ là kẻ mạo danh. Điều đó nói cho chúng ta rất nhiều về việc chúng ta nhận định sai về phân chia chức năng của não bộ. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.